À, kính thưa thầy cô, kính thưa các anh chị, các chú, quý vị đại biểu thì rất vui là hôm nay là được báo cáo cái bài gọi là bài đào thải số 2. Thì có thể tôi là những người Việt đầu tiên được báo cáo cái bài này. Vì vấn đề là vật tư chúng ta chưa có. Và theo thông tin mới nhất thì muộn nhất là sang năm mà chúng ta sẽ quả lọc này để chúng ta thực hiện cho bệnh nhân. Và các anh chị cũng đã nghe được cái bài này, các bác báo viên nước ngoài báo rồi, nhưng mà hầu hết là người ta như tôi vừa đi Singapore ấy, thì người ta chỉ cho khoảng 15 phút báo cáo bài này thôi, nên báo cáo viên nói rất là nhanh và chủ yếu là chèn tất cả các nghiên cứu vào mà không nói một chút gì về cơ chế tại sao dùng quả lọc này hay là cấu tạo nào, thì do đó rất là khó hấp thu được cái bài này. Và cũng rất là may là tôi được báo cáo bài này nên tôi sẽ cố gắng nói dài hơn 15 phút, có thể nó khoảng nửa tiếng. Thì nói về CO2, tăng CO2 máu thì chúng ta gặp rất là nhiều trong hồi sức, và chủ yếu nếu mà tổn thương phổi nó tăng CO2 máu, chúng ta sẽ gặp hai bệnh, ba bệnh cả chính. Một đó là ALDS, là phổi cứng quá không thể bơm máu vào được, à không phải thông khí được, thì nó ứ CO2 lại không đào thải CO2. Hai đó là gì, bệnh bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đặc biệt là khi được cấp. Bản thân bệnh nền COPD là nó đã tăng CO2 rồi, nên mà khi mà được cấp thì cái tình trạng CO2 nó tăng lên cũng rất là nhiều. Và ba nữa là hen phế quản ly kịch. Tuy nhiên là gì, chúng ta sẽ loại bỏ cái bệnh hen phế quản ly kịch trong cái can thiệp gọi là tuần hoàn ngoài cơ thể đi, vì hen phế quản nó chỉ là cái đợt cấp thôi. Đấy, nếu mà chúng ta giải quyết nhanh thì khoảng 1 đến 2 ngày sau là bệnh nhân có thể bỏ máy được mà không phải sử dụng các biện pháp tuần hoàn ngoài cơ thể. Do đó thì chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến nó là gì, ALDS và CVD được cấp. Đối với cả CVD thì các anh chị hiểu là gì, bản thân CVD nó đã tăng CO2 rồi do tình trạng khí phế thủng. Đấy, và phổi là nó ứ khí lại trong trong cơ thể, và khi mà đợt cấp xảy ra, cái tiểu phế quản, cái thế quản, phế nang hay là gì, cái đường khí quản của bệnh nhân nó sẽ bị co thắt lại, xuất huyết lại, làm cho cái đường đường thở nó bị tắc, nó bị tắc nghẽn lại, làm cho bệnh nhân là rất là khó thở ra, làm bị ứ CO2 lắm. Bản thân nền nó đã tăng CO2, bây giờ thêm một cái tình trạng không thể đào thải CO2 nữa thì tình trạng CO2 bệnh nhân nó tăng lên rất là cao, và thậm chí là gì, oxy bệnh nhân rất là tốt đó, như cái phổi đấy, phổi khá là sáng đó, do tình trạng ứ khí nhưng mà không có tổn thương viêm gì mới. Tiếp theo đó là gì, ALDS thì anh chị nhìn cái phim này trắng bờ hết cả hai bên, do tình trạng là gì, viêm lan tỏa cả hai bên phổi do cái phế nang nó bị tổn thương. Đấy, xuất huyết rất là rất là nhiều vật dịch ở trong phế nang, phổi thì cứng đờ, đang cong cái năng thì phổi thấp, thông khí rất là khó khăn, dẫn đến là gì, ứ CO2 lại cho bệnh nhân. Và như các anh chị hiểu thì đầu tiên chúng ta phải thở máy, và không phải bàn cãi nữa, thở máy chính là tiêu chuẩn ban đầu để điều trị tất cả bệnh nhân. Bài này không phải là bài là loại bỏ về về vấn đề thở máy, chỉ là cái biện pháp để hỗ trợ chúng ta để thở máy cho bệnh nhân thôi, và thở máy chính là tiêu chuẩn ban đầu và tiêu chuẩn vàng để điều trị những bệnh nhân bị suy hô hấp nặng. Và rất là nhiều chiến lược thở máy đã được chứng minh rồi, như ALDS-NET là siêu bảo vệ phổi, rồi bảo vệ phổi, rồi COPD thì có VT thấp, rồi tần số thấp, rồi tất cả đấy, thì đã rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh rồi, không phải bàn cãi nữa, là chứng minh là gì, tất cả các biện pháp, các chiến lược thở máy đấy đều làm gì, cải thiện thông khí cho bệnh nhân, cải thiện khí máu cho bệnh nhân, giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân tại khoa hồi sức đấy. Thì đây 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 là cái bảng bảng ALDS rất là nổi tiếng ạ, bài ALDS nào cũng thành cái hình này vào để nói về cái chiến lược thở máy rất là nổi tiếng cho bệnh nhân. Thì cái chiến lược thở máy này, máy này gọi là chiến lược gì, là bảo vệ phổi, nên người ta sẽ dùng là gì, tăng V, tăng pit lên để giữ các phế nang được mở và tạo quá trình là gì, trao đổi oxy nó tốt hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì gì, người ta bảo vệ phổi nên sẽ giảm VT xuống, và người ta lại cho thêm một cái là gì, một cái mức là gì, áp lực đường thở phải dưới 30, vì cái mức áp lực đường thở này thì không được cao, nên là chúng ta có một khoảng điều chỉnh thông khí phút nó rất là khó khăn. Và nhiều bệnh nhân là gì, chúng ta điều trị oxy rất là tốt nhưng mà thông khí phút rất là kém, và dễ dẫn tới ứ CO2 lại trong cơ thể và dẫn tới toàn hô hấp. Và trong những trường hợp như thế, có nghĩa là gì, thất bại quá trình có nghĩa là khoảng cái thời khoảng khoảng chúng ta chỉnh máy thở nó rất là khó khăn như thế, người ta gọi là những bệnh nhân mà rất là điều chỉnh máy thở, thì khi mà chúng ta cố gắng chúng ta điều chỉnh máy thở để đảm bảo được cái mục tiêu đề ra khi thở máy, thì dễ dẫn tới là gì, chấn thương áp lực, chấn thương thể tích, và thậm chí là chấn thương sinh học cho bệnh nhân lâu dài, thì có thể dẫn tới nhiễm trùng liên quan đến thở máy khi mà thở máy lâu dài. Vì bản thân cái phổi nó đã tổn thương rồi, nếu mà chúng ta để một cái vết cái áp lực đường thở nó quá là lớn thì riêng cái phổi đấy nó cũng đã tổn thương. Như hình ảnh giải phẫu bệnh nhân, đây là hình ảnh về bình thường của cái mô phổi, thấy cái hình ảnh phế nang nó rất là tròn đều đúng không? Thì mới trao đổi được khí đúng không? Khi mà tổn thương phổi nó lên, các hình ảnh phế nang nó bị vỡ ra. Đấy, mặc dù nó chưa xuất hiện tràn khí trên X quang, nhưng mà khi mà vi mạch nó đã tổn thương phế nang rồi thì tình trạng trao đổi khí, trao đổi oxy, CO2, đào thải CO2 nó đã tổn thương ở trên vi mạch.
khi mà thất bại quá trình thở máy, chúng ta có một biện pháp cuối cùng, đó là ECMO, đúng không ạ? ECMO gọi là cái biện pháp cứu cánh trong những trường hợp mà thở máy, chúng ta thất bại về thở máy, oxy không lên được, CO2 không đào thải được, thì chúng ta sẽ sử dụng ECMO. ECMO nghĩa là gì? Chúng ta sẽ rút máy ra qua một cái bơm, đi qua một cái màng lọc, đào thải CO2, cung cấp oxy và đưa lại cơ thể. Và những biện pháp này là gì? Nó tập lọc cái phổi, và qua đó là chúng ta có thể, cái phổi đấy nó sẽ được nghỉ ngơi và chữa lành. Tuy nhiên là các anh chị hiểu là gì, khi mà chúng ta sử dụng ECMO, chúng ta không phải là cắm ECMO vào luôn là oxy nó sẽ lên, vì các anh chị hiểu khi mà chúng ta rút máu ra là rút ra gần như là gì, nửa máu dưới của cơ thể đi qua quả lọc và trả lại với tim phải, thì cái máu sau khi được trao đổi oxy này nó sẽ trộn lẫn với cả cái máu của nửa trên cơ thể, không được hút ra, và người ta gọi đó là hiện tượng săn. Đấy, người ta gọi là hiện tượng săn của ECMO. Đấy, có nghĩa là máu chỉ cần nửa dưới thôi, nó được giàu oxy và đưa lại qua tim phải và trộn lẫn với cả máu cái còn lại của cơ thể không được trao đổi oxy. Và nếu và sẽ xảy ra một hiện tượng là gì, nếu mà chúng ta hút máu nó ít, có nghĩa là gì, CI chúng ta để trên ECMO thấp. Đấy, ví dụ như chúng ta để CI khoảng 1,5 thôi, mà CI của bệnh nhân lên tới tận 3 chẳng hạn, thì dẫn tới là gì, cái máu bệnh nhân được hưởng thụ từ ECMO nó sẽ khoảng chỉ khoảng 30% thôi. Đấy, rất nhiều bệnh nhân khi mà chúng ta làm VV ECMO, chúng ta điều chỉnh cái vòng quay nó không hợp lý, thì thậm chí là bệnh nhân còn tụt oxy. Đấy, gọi là hiện tượng săn của phổi. Và do đó khi mà chúng ta làm ECMO, chúng ta bắt buộc phải để một cái dòng máu rất là cao, lên tới là từ 2.500 đến 7.000 ml một phút, và CI có thể đạt lên tới tận 3,5. Đấy, và để đảm bảo một cái dòng máu cao như thế, chúng ta phải đặt một cái canulin khá là lớn, lên tới gần từ 15 đến 21 S. Và đặt một canulin thế thì nguy cơ biến chứng cũng rất là cao. Đó, biến chứng có thể do đặt canulin, biến chứng cho quá trình mình theo dõi chăm sóc ECMO, ví dụ như là liên quan đến đông máu, bệnh nhân dùng đông máu chẳng hạn, chồng đông chẳng hạn, bệnh nhân chảy máu, hoặc liên quan đến tiếp xúc màng, do là gì, cái quả màng đấy nó hấp thu hết cả tiểu cầu, dẫn tới DIC, hoặc là dẫn tới giảm tiểu cầu cho quá trình mình chạy ECMO, hoặc là liên quan đến bơm cơ học, do bệnh nhân tan máu, hoặc các yếu tố khác như bệnh nhân rút canulin, rất là khó khăn trong quá trình mình chăm sóc, mình theo dõi bệnh nhân ECMO. Và do đó thì nếu mà trong những trường hợp chúng ta thở máy thất bại, đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng ECMO. Nhưng mà trong trường hợp như thế này, đây một cái khí máu bệnh nhân mới làm cách đây khoảng mấy hôm, ngày 26/8/2022 đấy, một ông cụ, chúng ta điều chỉnh máy thở oxy khá là tốt, đúng không ạ? PaO2 đây tôi lấy ví dụ rồi, đấy, oxy khá là tốt và PaO2 lên tới tận 157, đấy, nhưng mà CO2 lên tới 686, có nghĩa là mình không đảm bảo được cái mục tiêu của thông khí cho bệnh nhân. Thì những trường hợp này thì nếu mà để vẫn vấn đề thở máy thì chúng ta thất bại, đúng không? Có thể bệnh nhân toàn hô hấp và mình chết. Còn nếu mà chúng ta là ECMO thì có vẻ nó hơi nặng nề, đúng không? Hơi nặng nề, làm ECMO để đào thải CO2, mỗi đào thải CO2 thôi thì cũng hơi quá cho bệnh nhân. Đấy, chúng ta sẽ bước vào cái tình trạng lưng chừng, đúng không? Lưng chừng đó là vì oxy tốt mà CO2 không đạt, thì chúng ta làm gì tiếp? Làm ECMO thì như kiểu dùng dao phay chém ruồi đó, thì nó cũng hơi quá, đúng không? Đấy, thì chúng ta may mắn là chúng bài hôm nay chúng ta sẽ nói về cái đấy là vấn đề đào thải CO2. Đấy, nhưng mà trước khi nói về đào thải, tôi xin nói một chút về quá trình trao đổi về CO2 cho mọi người hiểu tại sao chúng ta lại sử dụng phương pháp đấy. Đấy, bình thường CO2 được tạo ra cho quá trình hô hấp của bệnh nhân, hô hấp của tế bào, đây là tế bào đấy, đây là dòng máu, thì dòng máu giàu oxy đưa đến, đấy, thì mô nó sẽ sử dụng oxy và đào thải CO2, thì phân áp oxy ở mô nó sẽ cao hơn phân áp oxy của trong máu, nên oxy sẽ khuếch tán, đấy, khuếch tán từ mô vào trong máu và vận chuyển về trong phổi, về phổi để đào thải ra ngoài, thì CO2 được vận chuyển trong máu dưới ba hình thức, 90% là dưới dạng natri bicarbonate, đây anh chị hiểu. Đấy, sau khi mà một loạt các phản ứng thì nó tạo ra HCO3- và vận chuyển 90% dưới dạng HCO3- dưới dạng muối, có cả natri bicarbonate hay tất cả các muối khác đấy, 5% dưới dạng tự do và 5% kết hợp với cả hemoglobin. Khi đến gần phổi thì sự chênh lệch giữa phân áp thì CO2 sẽ từ trong máu đào thải ra bên ngoài qua phổi. Đấy, và vì nó là gì? Nó vận chuyển chủ yếu bằng HCO3- có nghĩa là một bể chứa rất là lớn có khả năng dự trữ được CO2 và vận chuyển CO2. Nên cái đường cong phân ly của CO2 nó là tuyến tính, có nghĩa là càng nhiều CO2 thì vận chuyển càng nhiều. Nó không như oxy. Oxy nó là gì? Đường cong bão hòa. Có nghĩa là gì? Khi mà vận chuyển oxy nó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng hồng cầu. Có nghĩa là như thầy Bình nói, nó là xe vận chuyển hồng cầu. Chúng ta có một đội xe khoảng 100 xe ô tô chẳng hạn, thì chúng ta chỉ vận chuyển được từng đấy hàng hóa đến các thành phố thôi. Muốn vận chuyển nhiều hơn thì bắt buộc là gì? Xe nó phải
chạy nhanh hơn và nó sẽ quay vòng nhiều hơn. Đấy, giống như ECMO cũng thế, để cung cấp oxy cho bệnh nhân thì chúng ta phải vặn vòng quay nhiều hơn, có nghĩa tốc độ di chuyển của hồng cầu sẽ nhanh hơn và cái tần số mà hồng cầu nó bám nó đưa qua được cái màng lọc oxy nó phải nhiều hơn, có nghĩa là chúng ta phải phụ thuộc vào phải đòi hỏi một cái răng máu rất là lớn để hồng cầu liên tục được quay vòng, liên tục được cung cấp oxy để cung cấp oxy cho cơ thể. Còn CO2 thì khác, CO2 thì nó một bể chứa gần như là, tôi muốn nói hơi quá, nó gần như vô tận, nó có thể chứa được rất là nhiều CO2 trong cơ thể, do đó để đào thải CO2 chỉ cần một cái lưu lượng nó thấp hơn rất là nhiều so với cả lưu lượng của vận chuyển oxy. Mà mặt khác, một cái quan trọng hơn là gì, chúng ta đào thải CO2 không phải là đào thải toàn bộ CO2 trong cơ thể ra ngoài, mà chúng ta chỉ cần cái mục tiêu là đào thải CO2 sinh ra thêm của cơ thể. Bình thường CO2 sinh ra trong quá trình sinh lý là khoảng 200 ml một phút, thì chúng ta chỉ cần đào thải 200 ml phút thôi, chúng ta không cần đào thải đến tận 300 400 ml phút, gì đào thải nhiều quá dẫn tới là gì, kiệt hô hấp. Nên là chủ yếu chúng ta chỉ cần đào thải khoảng 200 ml phút, nếu mà bệnh lý dị hóa nhiều hơn thì nó sẽ tăng khoảng 30% các trường hợp bệnh nhân, dẫn tới là gì, nồng độ CO2 trong máu động mạch là khoảng 480 ml một lít và trong máu tĩnh mạch là 520, dẫn tới là PaO2 trên khí máu đấy anh chị làm là khoảng từ 40 đến 45 ml trên lần. Đấy, về mặt lý thuyết là gì, chỉ cần đào thải khoảng 200 đến 200 ml một phút của cơ thể sinh ra thôi, và chỉ cần với cả một cái tốc độ dòng máu khoảng 500 ml một phút thôi. Đấy, như anh chị nhìn thấy một cái máy Prisma Flex, dòng máu có thể đạt tới là gì, 200 ml một phút là cũng đủ rồi, là cũng đủ để đào thải chưa. Đấy, do đó là gì, cái ý tưởng người ta là người ta có thể gắn cái quả lọc đấy vào cái máy lọc máu nhân tạo, lọc máu để đào thải CO2 cho bệnh nhân. Và nếu mà chúng ta không đào thải được CO2 thì dẫn tới là gì, tình trạng toan hô hấp, toan hô hấp, toan máu. Và toan máu thì như anh chị hiểu rất là nhiều nghiên cứu rồi, tăng PaO2 làm tăng tỷ lệ tử vong tại các đơn vị hồi sức, do đó là gì, nó tăng áp lực sọ. Đấy, một số các đồ điều trị tăng áp lực sọ ngày xưa thì thấy là gì, phải làm kiềm hóp, phải giảm PaO2 đi dẫn tới là gì, 25 đến 35. Đấy, do đó là PCO2 gì? À, PCO2 chết rồi nhỉ, anh xin lỗi. À, PCO2 đấy, phải giảm PCO2 đi nó xuống còn 25 đến 35, đúng không ạ, để là gì, giảm áp lực nội soi. Và hai nữa là gì, khi mà PaCO2 tăng thì có thể gây rối loạn chức năng cầu hoành, giảm chức năng vận chuyển oxy của hồng cầu và rối loạn chức năng thâm thủy thất phản. Đây là một nghiên cứu của anh chị nhìn đấy. Nếu mà PCO2 mà tăng lên thì cái tỷ lệ tử vong nó sẽ tăng lên, với trên, nếu mà để PCO2 trên 70 thì cái tỷ lệ tử vong nó lên tới là trên 2 lần. Đấy, trên 2 lần. Và thậm chí là tụt đi dưới 30 thì cũng tăng tỷ lệ tử vong. Do đó là chúng ta thì phải làm sao để cố gắng giảm CO2 đi mà vẫn đảm bảo được cái thông khí cho bệnh nhân. Hoặc là gì, thậm chí là gì, phải đảm bảo được cái VT để bảo vệ phổi. Thì ngoài cái lựa chọn A và lựa chọn B như tôi nói, thì chúng ta có thêm một lựa chọn nữa là lựa chọn C, đó là hệ thống đào thải CO2 gọi là gì, ECCO2R. Đấy, và hệ thống này được định nghĩa là gì, là hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể. Cái này thì chắc chắn là giúp đào thải CO2 và tốc độ dòng máu thì nó sẽ thấp hơn so với dòng máu của ECMO. Đấy, có thể là gì, chỉ cần dưới một lít rưỡi một phút thôi, và vì nó chỉ cần một cái dòng máu thấp như thế nên cái canin nó cũng sẽ thấp hơn, cũng bé hơn so với ECMO rất là nhiều. Thậm chí chỉ cần dùng một cái cate đùi lọc máu thì cũng có thể làm được cái hệ thống này. Và hệ thống này có thể là gì, gắn với cả nó gọi là VV đấy, gắn với tĩnh mạch. Thật ra là chúng ta đang lọc máu chính là VV đó, nó lấy tĩnh mạch và trả lại tĩnh mạch, thì người ta cũng thế. Đây là lấy tĩnh mạch qua một cái bơm qua cái màng lọc trả lại tĩnh mạch, lấy một cái tĩnh mạch qua một cái màng lọc có sẵn bơm, có nghĩa là tích hợp sẵn bơm đấy, để trở lại tĩnh mạch. Và đây là hệ thống chúng ta đang rất là mong muốn có đó, có nghĩa là gì, lấy qua tĩnh mạch qua một hệ thống lọc máu có quả lọc máu có thể oxidit hoặc 10% gì đó và trả lại về cho bệnh nhân. Và nếu mà trong trường hợp mà gì, người ta thiết kế một số quả là gì, không có bơm mà người ta tận dụng chính cái áp lực của động mạch, có nghĩa là gì, AV, có nghĩa là chọn lấy qua động mạch, sử dụng cái áp lực của động mạch đấy qua cái quả lọc và trả lại tĩnh mạch thì cũng đào thải CO2, và tốc độ đào thải CO2 sẽ từ 250 đến 500 ml phút. Và cái hệ thống này là tùy theo quả lọc thôi, nó rất là tùy theo quả lọc thì nhưng mà hầu hết là sẽ không có khả năng trao đổi oxy mà chỉ có khả năng là gì, đào thải CO2 cho cơ thể. Đây là một số hệ thống trên thế giới nó có được đấy, và chúng ta có thể sử dụng như là gì, hệ thống cardiohead của chúng ta có máy rồi đúng không ạ, chỉ tôi không có quả đâu đúng không ạ, hệ thống DCAP, hệ thống Novaland
thế giới dùng rất là nhiều lược và lăng. Đấy. Hội thảo nào, hội thảo cái bài báo cáo hội thảo nào, người ta cũng tận đều lấy hình ảnh cái Nova Lăng, và tất cả nghiên cứu của chúng tôi gặp thì người ta dùng cái Ayla Nova Lăng này rất là nhiều. Đấy, đây là hệ thống của Mackie đó, cái máy Mackie chúng ta có. Đấy, nhưng mà người ta không sử dụng cái quả đỏ đỏ của chúng ta, mà người ta dùng quả xanh xanh. Quả xanh xanh như kiểu là gì, cây cối đào thải hấp thu CO2 ấy. Chắc là thế, nên người ta sử dụng quả màu màu nó xanh xanh như thế này. Thì cái kích thước karate nó cũng sẽ thấp hơn, nó từ 13 đến 21, và vị trí đặt cũng là cổ đùi. Nhưng mà một cái là gì, tôi nhìn thấy cái dây thì nó không có hệ thống kết nối với cả lọc máu, nên muốn lọc máu thì chúng ta vẫn phải đặt đường riêng. Đây, đây là hệ thống thứ hai, hemolăng hay novalăng đấy, thì nó sử dụng một cate như giống kiểu cate đùi đúng không ạ, nhưng mà kích thước nó lớn hơn, có thể từ 15 đến 21, và qua một cái hệ thống đúng không ạ, qua cái hệ thống như tôi nói đấy, quả lọc để đào thải CO2 cho bệnh nhân, và nó cũng không có hệ thống kết nối. Nhưng mà thật không may là gì, cách đây một năm tôi muốn hỏi cái hệ thống này cho một cái ông ở Bộ Y tế, ông bị phổi kẽ đấy, tăng CO2 rất là nhiều, oxy tốt, thì hãng Mackie báo là họ không có kế hoạch nhập quả này về, có nghĩa là trong một thời gian khá là dài chúng ta sẽ không được tiếp cận những quả này để lọc cho bệnh nhân. Và đây, đây là một cái hình ảnh mà cái quả mà có không có bơm đúng không? Người ta sẽ tận dụng gọi là AV, tận dụng áp lực của động mạch đi qua quả và trao đổi mà đào thải CO2 và trả lại cho tĩnh mạch cho bệnh nhân. Đấy. Và như anh chị thấy thì hầu hết là gì, mấy cái này nó đều là tận dụng tất cả các vật tư của quả ECMO nên cao lên cũng khá là lớn. Đấy. Nó không đảm bảo cái yếu tố an toàn cho bệnh nhân khi mà chúng ta tiến hành đào thải CO2 sử dụng cali bé, thì cũng rất là may đúng không? Đây là hệ thống DCAT, hệ thống DCAT của Ý thì nó kết nối thẳng luôn với cái hệ thống lọc máu của bệnh nhân. Đấy. Ngoài quả lọc máu thì người ta thấy quả phổi đấy, quả phổi để đào thải CO2, và người ta sẽ sử dụng tĩnh mạch đùi cate tĩnh mạch đùi mà chúng ta vẫn đang dùng để với các một cái lưu lượng như thế cũng đủ để đào thải CO2. Và may mắn hơn chúng ta là chúng ta sẽ có quả lọc Prisma Lăng trong thời gian tới, muộn nhất là trong năm sau ạ. Baxter đã báo tôi là muộn nhất trong năm sau họ cho cái quả này để đào thải CO2 cho bệnh nhân. Quả này chúng ta thấy là gì, cho có thể tích hợp với tất cả các vật tư chúng ta sẵn có cho bệnh nhân. Đây là cái máy Prisma Flex, chúng ta có thể tích hợp vào cái máy đấy để tạo ra một cái dòng để đào thải CO2 bệnh nhân, và cate chúng ta sẽ sử dụng cate tủy sẵn có. Nếu nhưng mà tuy nhiên thì các anh chị hiểu là cái mục tiêu chúng ta đào thải CO2 cho bệnh nhân sẽ phụ thuộc vào dòng máu của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân chủ yếu chỉ đào thải CO2 một mức độ nhỏ thôi thì chúng ta có thể sử dụng cate đùi được và sử dụng cái máy Prisma xanh này được. Nhưng mà nếu chúng ta muốn đào thải CO2 nhiều cho bệnh nhân, có nghĩa phải sử dụng cái dòng máu lên tới tận 400 ml một phút, có nghĩa là gần gấp đôi so với cả cái máy Prisma Flex. Các anh chị hiểu là nếu mà chúng ta lọc CVS thì chỉ đến là 180 đúng không ạ? Có thể nhiều trường hợp lên 200, 220, mà nhiều quá thì máy lại báo asset đúng không? Thì nếu mà những trường hợp đấy chúng ta sẽ phải sử dụng cái cate cao hơn, cái cate to hơn để ngoài lớn hơn để đảm bảo được dòng máu cho bệnh nhân, và thậm chí là gì, chúng ta phải mua một cái máy xịn hơn vì cái máy xanh nó sẽ không đảm bảo được cái dòng đến tận 400 để đào thải CO2 bệnh nhân, và bắt buộc chúng ta phải phụ thuộc một cái máy mới, nó là máy Prisma Max. Nhưng mà rất may là gì, Baxter cũng đã tặng bệnh viện Bạch Mai một cái máy này, nhưng mà Bạch Mai chưa dám nhận, có thể nói là chưa dám nhận, mà chắc là năm tới sẽ nhận và có quả Prisma Lăng để phục vụ cho bệnh nhân. Và với cả cái máy Prisma này, chúng ta ngoài vấn đề có thể lắp song song đúng không ạ, lắp song song với quả Osiris, lắp song song với quả Prisma Lăng để lọc máu cho bệnh nhân, đây là hình ảnh đấy. Đấy, khi mà chúng ta máu qua bệnh nhân qua quả lọc máu đấy, để đào thải cytokine, hấp thu cytokine, kiểm soát toan kiềm và kiểm soát dịch cho bệnh nhân, thì có thể sử dụng cả quả Prisma Lăng để đào thải CO2 cho bệnh nhân và đi về. Đấy, có nghĩa là nó khá là đồng bộ để chúng ta có thể sử dụng tất cả các phương pháp điều trị cho bệnh nhân, khá là hợp lý cho những bệnh nhân bị ARDS. Đây là quả lọc đấy, còn đây là cái cate đùi. Còn nếu mà chúng ta cần một dòng lớn hơn, chúng ta có thể sử dụng cate lớn hơn mà thậm chí tận 3 nào để đặt cho bệnh nhân, có thể đặt được cổ hoặc là đùi gì đấy. Và cơ chế của cái đấy nó cũng rất là đơn giản đó, nó sẽ sử dụng một cái màng mỏng và nó ngăn chặn giữa hai khoang máu của bệnh nhân chứa rất là giàu CO2 cần đào thải, và một cái khoang khí chạy liên tục không zero CO2, và sự chênh lệch gradient thì nó sẽ CO2 từ trong máu và thoát ra khoang này, và khoang này nó sẽ đào thải ra ngoài CO2 ra ngoài, nó đơn giản thế thôi. Và đây là sự phân biệt giữa cái hệ thống đào thải CO2 và ECMO. Thì chúng ta sẽ sử dụng dòng rất thấp và dòng thấp,
trong quá trình mà mình điều trị cho bệnh nhân. Các anh chị đây là dòng ECMO đấy, các anh chị nhìn này, ECMO thì sử dụng dòng rất là cao lên tới tận 2.500 đến tận 5.000 đúng không? Đấy, và dòng rất thấp này nó sẽ đào thải khoảng dưới 25% tới 25% CO2 có trong máu người bệnh nhân. Và một cái rất là đặc biệt là gì? Cái hệ thống đào thải CO2 này nó thực hiện được bất kỳ một đơn vị ICU nào. Đấy, riêng ECMO thì phải thực hiện ở trung tâm ECMO vì nó là kỹ thuật phức tạp, phối hợp rất là nhiều các chuyên ngành. Đấy, đặc biệt là khi mà xử trí biến chứng và truyền máu. Đúng không? Còn cái này thì thực hiện đơn giản, nó theo dõi, nhưng mà theo dõi một bệnh nhân mà lọc máu liên tục thường. Và cuối cùng là ứng dụng trên lâm sàng như thế nào. Thật không may là gì, không chỉ Việt Nam mà rất là nhiều các nước khác thì cái ứng dụng này nó rất là hạn chế vì vấn đề vật tư. Đấy, nên là chỉ một số các nước rất là phát triển như là châu Âu hay là Mỹ người ta dùng, nên các nghiên cứu về trên thế giới nó cũng rất là hạn hẹp và các chỉ định nó cũng chưa rõ ràng. Tuy nhiên một số bệnh nó cũng chỉ định cũng rất là rõ ràng, ví dụ như là gì, một đó là CVD, CVD là nguyên nhân thứ ba cái tử vong của Mỹ, đúng không? Và tăng CO2 rất là tăng tỷ lệ tử vong lên rất là cao, và cái liệu pháp ban đầu vẫn là thở không xâm nhập. Đấy, tuy nhiên là gì, có khoảng gì 25 đến 50% các bệnh nhân thở không xâm nhập là thất bại, và khi thất bại về thở máy thì nó tăng tỷ lệ tử vong lên rất là cao. Nhiều bệnh nhân thì rút máy được, đúng không? Nhưng nhiều bệnh nhân thì thở máy dai dẳng kéo dài, thậm chí chết vì nhiễm trùng, thậm chí chết vì tràn khí màng phổi. Do đó một nghiên cứu của đa trung tâm, đúng không? Đa trung tâm 6 ICU, đấy, một ICU Ấn Độ và 5 ICU Đức, nên số lượng bệnh nhân cũng khá khiêm tốn, có 20 bệnh nhân thôi. Đấy, người ta sử dụng một cái canin 15,5 m đặt ở đùi hoặc đặt ở cổ. Đấy, và người ta đào thải CO2 cho bệnh nhân, và có 3 nhóm để đào thải CO2. Nhóm thứ nhất đó là gì, bệnh nhân đang thở không xâm nhập, thất bại đến nơi rồi và đã đóng nội quản, có rồi đúng không ạ? Nhóm thứ hai đó là gì, bệnh nhân đang thở không xâm nhập nhưng mà không thể cai được, không thể bỏ được máy không xâm nhập. Đấy, có thể là thở ổn định nhưng không thể bỏ được. Bệnh nhân thứ ba, nhóm thứ ba đó là gì, bệnh nhân đang đang thở xâm nhập, đang thở xâm nhập. Thì người ta đặt hai cái đặt đặt cái ca tay này và tiến hành sử dụng lọc máu đào thải CO2. Thì hiệu quả cũng rất là tốt, đúng không? Nó làm giảm CO2 trong máu bệnh nhân, cải thiện pH cho bệnh nhân, có nghĩa là cải thiện thông khí cho bệnh nhân, cải thiện và khí máu cho bệnh nhân. Và kết quả là gì, 100% nhóm một là không phải đặt ống nội quản, 100% nhóm hai là bỏ được được máy, và 3 trên 11 bệnh nhân là gì, ở nhóm 3 là bỏ được máy thở xâm nhập. Đấy, và cái có một bệnh nhân ở nhóm 3 chết do chảy máu ở bụng, đúng không? Và cái người ta so sánh là gì, tỷ lệ biến chứng do đặt cái cateter này nó tương đương với tỷ lệ biến chứng do đặt các cateter nhỏ khác. Và một cái nghiên cứu khá là lớn vẫn đang tiến hành, gọi là gì, nghiệm pháp Orion, thử nghiệm Orion đang bắt đầu triển khai từ năm 2011 rồi, và người ta bắt đầu đang thu thập số liệu. Thì với các nghiên cứu trước và nghiên cứu sau thì người ta bắt đầu sử dụng các chỉ định chính trong COD để bắt đầu làm biện pháp đào thải CO2. Chỉ định là gì, sau khi 2 giờ thở không xâm nhập, không đáp ứng, có nghĩa là có ít nhất hai tiêu chuẩn nhập pH dưới 7,5, nhịp thở trên 30 và bắt đầu phải sử dụng các cơ phụ hoặc thở bình thường, thì chúng ta sẽ tiến hành cho bệnh nhân đào thải CO2. Và mục tiêu là gì, làm cho nhịp thở bệnh nhân chậm xuống còn 20 đến 25, khí máu cải thiện hơn. Đó, khí máu cải thiện khi là gì, pH bệnh nhân lên được từ 7,3 đến 7,35, giảm được PCA2 từ 10 đến 20% và giảm được HCO3 trừ, cai được thở không xâm nhập và duy trì huyết ổn định. Và hy vọng là gì, trong một vài năm tới thì cái thử nghiệm này nó sẽ đưa ra chúng ta một cái khuyến cáo, đúng không? Cái khuyến cáo mạnh mạnh hoặc là gì, chỉ định hoặc là gì theo dõi gì khi mà chúng ta thử nghiệm cái nghiệm pháp này cho bệnh nhân COD. Khi Còn Orion này bắt đầu từ năm ngoái chứ phải từ năm 2011 đâu. 2022 à, 2021 à, Mới năm ngoái chứ năm 2011 bây giờ chưa kết luận thì thất bại rồi. Vậy như em nói là 2021 Không hay vội, ở 2011. đây nói thoải mái chứ không phải những hội nghị ở bên Singapore đâu. Vâng. Nói thoải mái không sợ hết giờ. Vâng. Đấy là 2021 ạ. Cho nên em nói 2021 đấy. Đây là 2021 đấy. Còn theo đó là một cái nhóm chúng ta rất là quan tâm, đó là ALDH. Thì trên thế giới thì người ta cũng bắt đầu áp dụng các biện pháp ngoài tuần hoàn ngoài cơ thể cho bệnh nhân ALDH khá là nhiều. Một mặt là gì, để cứu nguy cho trường hợp mà gì thở máy không đáp ứng, một mặt người ta thực hiện thở sớm hơn để thực hiện các biện pháp để thông khí bảo vệ phổi, thậm chí là siêu bảo vệ phổi để tránh các tổn thương do thở máy gây ra. Thì cái số phận của đào thải CO2 nó cũng tương đương với cả số phận của ECMO cho bệnh nhân PV từ trước đến giờ, có nghĩa là rất là bi đát. Có nghĩa là từ trước thì ECMO hay đào thải CO2 nó gần như là thất bại.
của trước những năm mà cúm nó hoành hành, nhưng một nghiên cứu thử nghiệm 40 bệnh nhân từ năm 1994, 40 bệnh nhân thì thấy rằng là gì, một nhóm thì điều trị truyền thống, một nhóm thì sử dụng phương pháp thở máy kết hợp với cả đào thải CO2 hoặc ECMO, thì thấy rằng là gì, tỷ lệ sống của nhóm ECMO hoặc là gì đào thải CO2 thấp thì rõ. Vì nhưng mà nguyên nhân chủ yếu là do gì, do các biến chứng xảy ra do mình quá trình mình thực hiện đào thải CO2 ECMO. Thì các anh chị phải hiểu là từ năm 94 thì làm khá là thủ công, không có máy siêu âm, chọc thì chủ yếu là chọc mò, mà các căng nin thì thường nó rất là lớn, đúng không? Chọc động mạch thì vào tĩnh mạch, chọc tĩnh mạch thì vào động mạch, chọc tĩnh mạch thậm chí là còn gì, còn rách cả mạch, nên hầu hết các nghi các bệnh nhân đấy chết chủ yếu là do quá trình tai biến xảy ra do thực hiện và thực hiện các biện pháp. Tuy nhiên thì cúm năm 2009 thì mở ra một cái chương mới, và chúng ta thời điểm đó thì bắt đầu áp dụng lại ECMO và đào thải CO2 nhiều hơn, đặc biệt là những bệnh nhân trẻ bị ARDS. Và trong khoảng cái thời gian từ năm 94 đến năm 2009 thì nó đủ thời gian để tất cả các kỹ thuật được phát triển và tiên tiến hơn rất là nhiều. Máy ECMO thì bé lại, canin thì cũng bé lại hơn rất là nhiều. Do đó cũng đã sinh ra một số, cũng đã phát minh ra mới một số các thiết bị mới hỗ trợ tuần hoàn ngày cơ thể, như tôi nói đấy, đó là Ayla, Novalung hay là gì, DCAP của Ý. Thì một nghiên cứu đa trung tâm của 10 bệnh nhân với 79 bệnh nhân thì một nhóm này thở theo ARDS, một nhóm thở bảo vệ phổi với VT bằng 3 kết hợp với cả đào thải CO2. Thì kết quả là gì? Những bệnh nhân đấy thì không khác nhau về thời gian thở máy ở ngày 30 đến ngày 60. Tuy nhiên là gì, dưới nhóm khi mà P trên S dưới 150 thì những bệnh nhân đấy, những bệnh nhân mà thực hiện đào thải CO2 thì thời gian không thở máy tốt hơn so với những bệnh nhân mà không thực hiện đào thải CO2. Cái này rõ ràng rồi đúng không? Những bệnh nhân mà ARDS mức độ nhẹ thì cong lăng phổi nó vẫn tốt thì cần gì phải đào thải CO2 đúng không? Với những bệnh nhân mà mức độ trung bình và nặng thì thường là những bệnh nhân mà cong lăng phổi nó khá là xấu. Nên do đó thì cái hiệu quả của đào thải CO2 nó cũng sẽ tốt hơn, và khi mà giảm được thời gian thở máy nó sẽ giảm thời gian nằm hồi sức và giảm thời gian chi phí điều trị. Và một nghiên cứu nữa cũng khá là lớn, cũng năm 2021 đấy, có nghĩa là một nghiên cứu có thử nghiệm RED. Người ta sẽ thực hiện trên 1.120 bệnh nhân ARDS. Cũng như chia như thế, một nhóm chứng sẽ thử thở theo ARDS, và một nhóm thở bằng hệ phổi với VT bằng 3 cộng với cả đào thải CO2. Tuy nhiên là gì? Rất là tiếc là gì? Nghiên cứu này bị dừng sớm do vấn đề về đạo đức. Một nhóm thì không được dùng, một nhóm thì dùng nên nó sẽ ảnh hưởng đến đạo đức khá là nhiều. Mà tuy nhiên cũng thu thập được khoảng 412 bệnh nhân được chia thành hai nhóm. Thì người ta thấy rằng là gì? Thời gian không thở máy của nhóm thực hiện đào thải CO2 thấp hơn so với cả nhóm không thực hiện đào thải CO2. Tuy nhiên biến chứng thì cũng gặp nhiều hơn ở nhóm thực hiện đào thải CO2. Và tỷ lệ tử vong thì số lượng nó cũng khá là bé, nên tỷ lệ tử vong 90 ngày không có khác biệt. Và nếu mà số lượng bệnh nhân nó nhiều hơn thì có thể nó sẽ có khác biệt nào đó. Và hy vọng khi mà quả này thì chúng ta sẽ thực hiện cho những bệnh nhân ARDS để xem là cái hiệu quả của nó như thế nào. Sáng sủa hơn là gì? Một cái nhóm nữa chúng ta có thể thực hiện, đó là những nhóm chờ ghép phổi. Thì nhóm chờ ghép phổi là cái nhóm mà có tỷ lệ tử vong trong các nhóm mà chờ ghép các tạng khác. Vì bệnh nhân có thể chết do cái tiến triển của bệnh đó, như là sơ phổi chẳng hạn, viêm phổi kẽ chẳng hạn, bệnh nhân chết trước khi mà chúng ta có thể chờ được phổi, hoặc là gì bệnh nhân xuất hiện nhiễm trùng phổi, hoặc là gì đặc biệt là những bệnh nhân phải thở máy xâm nhập thì nguy cơ nhiễm trùng phổi là gì bệnh nhân chết thì lớn hơn rất là nhiều. Do đó chúng ta phải làm thế nào cho bệnh nhân không phải thở máy, thì chúng ta sẽ đào thải CO2 ở những bệnh nhân đang chờ ghép đang dần được dùng nhiều hơn. Và một nghiên cứu đó, một nghiên cứu cũng rất là lớn đó, 20 bệnh nhân chờ ghép phổi, nguyên nhân thì cũng rất là nhiều, như là sơ phổi, viêm phổi kẽ, viêm tiểu phế quản tắc nghẽn, sơ nang. Thì 15 bệnh nhân thở không xâm nhập, 15 bệnh nhân thở xâm nhập, 5 bệnh nhân thở không xâm nhập, thì hiệu quả thì cũng rất là tốt. Chỉ có 4 bệnh nhân được chuyển sang ECMO vì giảm oxy máu, và gần như hầu hết các bệnh nhân, 19 đến 20 bệnh nhân đợi được để mà ghép phổi, và tỷ lệ sống sau 1 năm là 72%, cũng là khá là ngoại mục. Nếu mà chúng ta thực hiện được ghép phổi cho bệnh nhân này, mà chúng ta thực hiện cái biện pháp đào thải CO2 nó nhẹ nhõm hơn cho bệnh nhân rất là nhiều, và có thể bệnh nhân không phải thở máy, có thể phục hồi chức năng và đợi được bệnh nhân được ghép phổi. Và kết luận của bài này là gì? Cái kỹ thuật lọc máu đào thải CO2 sẽ triển khai tốt ở những bệnh nhân mà tăng CO2 máu và oxy máu vẫn đảm bảo, và với rất là nhiều ưu điểm, thứ nhất là dòng máu thấp, thứ hai canin bé, thứ ba là gì, kết nối được các vật tư sẵn có hiện tại của các bệnh viện. Và chỉ định hiện tại thì cũng rất là nhiều tranh cãi,
và cái số lượng bệnh nhân vẫn nghiên cứu vẫn còn khá là bé. Nhưng mà tuy nhiên thì người ta cũng đã thống nhất với nhóm COD khi mà đào thải CO2 khi mà thất bại với thở không xâm nhập hoặc là gì để can không xâm nhập. Với nhóm ARDS khi mà thực hiện ARDS khi mà bệnh nhân ARDS mức độ trung bình hoặc mức độ nặng và nhóm chờ ghép tạng để tránh các ống nội khí quản cho bệnh nhân. Dạ vâng, xin cảm ơn các anh chị ạ.